Bốn con giáp gặp thời vàng son, vất lên như diều gặp gió sau 25 tuổi. Một, tuổi Sửu. Khi bước vào tuổi 25, bức tranh cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu thay đổi màu sắc. Công việc chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp. Năng lực thực tế chính là chìa khóa giúp cho bạn khẳng định vị trí không thể thay thế trong môi trường làm việc. Những người lãnh đạo không chỉ nhận ra mà còn trân trọng sự cống hiến của bạn. Và không chỉ có sự nghiệp, tình cảm gia đình cũng là điểm sáng đáng quý. Khi tuổi Sửu đã đến độ tuổi chín muồi, sự chân thành và lòng tốt của bạn sẽ được bù đắp xứng đáng. 2. Tuổi Thìn. Đối với những người cầm tinh con rồng, có một sự thật không thể phủ nhận rằng tuổi Thìn có một sự khởi đầu không mấy thuận lợi. Nhưng đừng nản lòng, bởi những tháng năm đầu chỉ là bệ phóng vững chãi cho những thành công rực rỡ sắp tới. Cùng với bản lĩnh và sự quả cảm, bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp và tạo dựng nền cơ đồ của riêng mình. Đặc biệt là thần tài không chỉ gõ cửa của bạn trong lĩnh vực sự nghiệp mà còn trong cuộc sống cá nhân, bạn sẽ được đón nhận những khoảnh khắc ngọt ngào, những mối quan hệ định mệnh có thể xuất hiện hoặc cuộc sống gia đình trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn. 3. Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Thân, khi đề cập đến khả năng tài chính, với bản năng kinh doanh tuyệt vời cùng với việc luôn sẵn sàng nắm bắt các cơ hội làm giàu khiến cho tài sản của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Họ không chỉ thông minh trong việc đầu tư và quản lý nguồn tài chính của mình mà còn biết tạo ra các nguồn thu nhập phụ, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống của họ không chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc. Với tính cách hài hước và lạc quan, tuổi Thân còn mang lại niềm vui và sự ấm áp cho gia đình, xây dựng không gian hạnh phúc và yêu thương. 4. Tuổi Dậu. May mắn của tuổi Dậu ở độ tuổi này được ví như là dòng nước cuốn trôi mọi trở ngại, mang đến cho bạn những cơ hội vàng để vượt qua những thách thức một cách dễ dàng. Với những người quý nhân sẽ xuất hiện, giúp đỡ bạn trong sự nghiệp, cùng với những cơ hội đầu tư không ngờ tới, tạo bước đột phá đáng kể trong việc cải thiện tài chính. Đời sống cá nhân cũng rộn ràng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình cảm gia đình thêm phần ấm áp nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo từ bạn, khiến mọi người luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Con cái bạn sẽ tự hào và hạnh phúc khi có những bậc phụ huynh tuyệt vời như bạn bên cạnh.